Hi, Trần chào cả nhà. Trần chúc cả nhà mình có một buổi sáng thật là nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha. Giờ Trần mời cả nhà mình cùng tham quan và khám phá tại một vòng khu vực An Thới và các cảng cá chợ của An Thới nha cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu thôi nha cả nhà. Nói đến An Thới, không chỉ là những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng mà còn là những món hải sản tươi ngon và bổ rẻ nữa cả nhà. An Thới như là một thiên đường bí mật của thành phố Phú Quốc. An Thới gồm có 12 địa điểm du lịch rất là nổi tiếng luôn cả nhà. Đầu tiên là Hòn Móng Tay. Hòn Móng Tay là địa điểm du lịch nằm ở phía nam đảo của Phú Quốc. Hòn Móng Tay nằm giữa quần đảo Bà Lụa và quần đảo Hải Tặc, nhưng hoàn toàn tách biệt. Nó nằm rất sâu vào đường vận chuyển hàng hải nên số lượng tàu bè qua đây cũng rất là nhiều cả nhà. Thứ hai là Hòn Gầm Ghì. Hòn Gầm Ghì còn gọi cái tên khác là Hòn Dăm Ngán cả nhà, cách trung tâm thành phố 35 km. Đây là hòn đảo nằm xa nhất về phía nam của quần đảo An Thới. Thứ ba là Bãi Kem cả nhà. Bãi Kem nó nằm ẩn ở phía nam của đảo Phú Quốc, cách thị trấn Dương Đông khoảng 25 km. Bãi Kem là có một bãi cát trắng, hàng cây xanh rập rờn, rất là đẹp luôn cả nhà. Thứ tư là Lặn Ngắm San Hô. Lặn ngắm san hô là một loại mô hình rất là phổ biến ở Phú Quốc luôn cả nhà. Được ngắm những con bạch tuộc, hải sản rồi săn những dạng san hô rất là đẹp cả nhà. Thứ năm là nhà tù Côn Đảo. Nhà tù Côn Đảo là một di tích lịch sử rất là lâu đời của thành phố Phú Quốc mình nghe cả nhà. Thứ sáu là xưởng nước mắm Phụng Hưng. Nói đến xưởng nước mắm Phụng Hưng là rất là nổi tiếng luôn cả nhà, là nước mắm truyền thống rất là lâu đời của thành phố Phú Quốc. Thứ bảy là Bãi Vòng. Bãi Vòng là một trong những bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc, nằm ở xã Hàm Ninh, khu vực phía đông đảo của Phú Quốc, kéo dài khoảng 7 km, dài từ Gạch Chàm tới mũi Hang Rắn cả nhà. Bãi Vòng là một nơi lý tưởng để khám phá của đảo Phú Quốc luôn cả nhà. Bãi Vòng du khách đến đây có thể trải nghiệm các hoạt động vui chơi như câu cá nè cả nhà, chèo thuyền, lặn ngắm san hô, và một đặc quyền mà thiên nhiên ban cho Bãi Vòng đó là vị trí gần các làng chài á cả nhà. Thứ 8 là Ga An Thới. Ga An Thới nằm ở khu vực vui chơi giải trí của Xuân Quốc Hòn Thơm đó cả nhà. Thứ 9 là Hòn Dừa. Hòn Dừa là hòn nằm trong đảo đông dân nhất của Hòn Thơm, nằm ở phía nam của đảo. Đến với Hòn Dừa, khách du lịch được sẽ và trải nghiệm những cảm giác ngắm nhìn các bãi rặn san hô lung linh huyền ảo với những chú cá bơi tung tăng cả nhà. Thứ 10 là Mũi Ông Đội. Mũi Ông Đội có hai mặt biển luôn cả nhà, cũng quanh vòng cung đảo. Khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hoàng hôn và bình minh tuyệt vời. 11 là Bãi Đất Đỏ. Bãi Đất Đỏ hay còn gọi là Mũi Đất Đỏ cả nhà, thuộc thị trấn An Thới, nằm ở phía tây nam bờ biển phía tây của Phú Quốc. Bãi chạy dài khoảng 2 km, xung quanh bởi hai ngọn núi Mũi Đất Đỏ và Mũi Ông Bồn cả nhà. Cuối cùng là 12 là Hòn Dăm Chông cả nhà. Hòn Dăm Chông là điểm đến lý tưởng trong những du khách khám phá những địa điểm nguyên sơ cả nhà. Hòn Dăm Chông nằm ở phía nam thuộc An Thới, là một trong 4 hòn hoang sơ đẹp nhất của Phú Quốc. Giờ thằng mời cả nhà mình cùng tham quan một vòng tại khu cảng cá của An Thới nha cả nhà. Buổi sáng khu cảng cá An Thới ghe tàu neo đậu cũng rất là đông luôn cả nhà. Được ngắm biển, gợn sóng lăn tăn, tàu thuyền neo đậu rất là đông vui nha cả nhà. Buổi sáng bầu trời ở Phú Quốc mây sấm xịt như muốn mưa vậy cả nhà.
Buổi sáng ghe tàu ở cảng An Thới này rất là tấp nập, đông vui luôn cả nhà. Quá trời ghe luôn. Ở đây mấy ghe đánh cá to đùng với mấy ghe người ta đưa khách du lịch đi tham quan á cả nhà. Ở đằng trước có anh câu mực kìa cả nhà, câu mực hay câu cá gì giật giật, để mình lại trước mình quay. Biển trong xanh luôn cả nhà. Giờ này gần 8 giờ mình chưa có cái con bé nữa. Wow, để tận xuống quay mấy cá biển cá thui nha cả nhà. Ôi, cá cả nhà, cá xanh xương rồi, chà phá luôn.
mấy cô mấy chú này đang lên cá nè cả nhà. Rồi biển sóng đánh nhấp nhô lọt con cá luôn cả nhà, lọt con cá xuống biển dẹp luôn rồi, lọt cá thù xuống biển luôn rồi cả nhà. Cá
video tại đây nha cả nhà. Cả nhà xem video của Tần thấy hay cho Tần một like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp Tần. Chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.